Vào chiều 10 tháng 7, ca sĩ Đức Tuấn đăng trên trang Facebook Đức Tuấn The Devil có tích xanh, bộ ảnh với hơn 30 tấm ảnh được chụp tại Hội An. Trong số đó có 3-4 tấm chụp ca sĩ này đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố của Hội An. Nhiều người dùng mạng xã hội đã phản ứng mạnh sau khi xem những bức ảnh đó. Trong phần bình luận có người bình luận rằng, đứng trên nóc nhà phố cổ, một quần thể di sản văn hóa thế giới, một ứng xử quá tệ hại, quá thiếu ý thức. Trong khi cả chính quyền và người dân thành phố Hội An đang dành hết tâm sức bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, mà lại đứng trên nóc nhà thế kia thì không ổn quá. Một ý kiến phản ứng khác trên trang của ca sĩ rằng, anh là người của công chúng, là người có học và hiểu biết, sao anh lại làm vậy trên một di sản? Trước khi làm gì, cần cân nhắc để cho người khác coi trọng mình. Một bình luận khác nêu, anh ơi, mong anh hãy tôn trọng quần thể di tích lịch sử của chúng tôi. Mỗi một người dân hàng ngày luôn nâng niu bảo vệ và trùng tu nó. Trả lời bình luận, trang Đức Tuấn The Devil cho rằng, giờ không phải nhà nào trong phố cổ cũng thuộc di tích ạ. Và mái nhà Tuấn đứng chụp không phải mái nhà cổ và được xây dựng nhằm mục đích chụp ảnh ạ. Mình có thể nghiên cứu thêm nhé, trân trọng. Theo ghi nhận, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 11 tháng 7, trang Facebook của ca sĩ này đã gỡ 5 file ảnh liên quan đến việc đứng trên mái nhà tại khu vực phố của Hội An ra khỏi bài viết. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, thành phố đã giao cho ngành văn hóa xác minh kiểm tra, tham mưu, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính. Hình ảnh rất phản cảm về mọi chiều cạnh góc độ. Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, sau khi xác minh, ngôi nhà nơi ca sĩ chụp là ở số nhà 166 Trần Phú, thành phố Hội An. Ngôi nhà này đã bị lập biên bản nhiều lần, đã bắt làm lan can, nhưng người này treo qua lan can để chụp ảnh. Trước mắt, đang cho kiểm tra, yêu cầu chủ nhà tháo dỡ trang trí trên sân thượng, làm biên bản cam kết. Ông Ngọc thông tin thêm. Sau trận đấu tập với câu lạc bộ U21 Avenir của Hàn Quốc vào chiều 10 tháng 7, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển U19 Việt Nam xuống còn 26 cầu thủ trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7 để vừa tiếp tục tập luyện vừa để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Indonesia, nước chủ nhà của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Theo đó, 8 cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U19 Việt Nam ở đợt tập trung này, gồm thủ môn Nguyễn Quang Huy, hậu vệ Nguyễn Cảnh Tài, Đặng Thanh Bình, Lê Nguyên Hoàng, Hoàng Minh Hợi, tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung, Vi Đình Thượng và Nguyễn Trọng Tuấn. Trong số này, đáng tiếc nhất là trường hợp của hai cầu thủ Soam Ngan là Lê Nguyên Hoàng và Vi Đình Thượng không kịp hồi phục chấn thương để có thể tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Còn trong danh sách 26 cầu thủ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, có 7 cầu thủ của Soam Ngan, gồm thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Hồ Hữu Hưng và tiền đạo Phùng Văn Nam. Trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ chốt danh sách đội tuyển U19 Việt Nam xuống còn 23 cầu thủ.